Xin chào tất cả các bạn nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video clip để mình chia sẻ với các bạn chút xíu về cách mà nếu mà mình dưỡng con dế nó nhỏ thành con dế cánh ha bạn ha. Thì nếu mà trường hợp mà các bạn mua dế mà nó nhỏ quá như mình á thì mình không có vội đi câu liền ha các bạn, mà mình sẽ cho nó vô cái thùng B nè. Cái thùng 20 lít này á, thì mình sẽ cho vô tầm dưới 3 lạng nha các bạn. Cho nhiều quá mật độ dế nó cao quá là nó chết, nó cắn nhau nó chết ha các bạn. Và các bạn cho nó ăn thực phẩm gà nha các bạn. Thực phẩm gà rồi mấy cái rau á, hoặc là cải đồ thì các bạn nhúng nước xong rồi cho nó ướt ướt rồi mình dục vô trong đó. Để con dế nó vừa có thực phẩm ăn và nó cũng vừa có chất rau, nước đồ. Thì nếu mà con dế nhỏ chưa có cánh thì các bạn dưỡng kiểu đó thì tầm từ 3 đến 4 ngày nó sẽ ra cánh và nó sẽ lớn hơn rất là nhiều. Thì đó mình đi câu sẽ rất là dễ các bạn ha. Và các bạn cho nó ăn thực phẩm, ăn rau ha. Nếu mà nó một khi con dế của mình mà nó mọc cánh ra rồi đó nha các bạn thì mình phải tranh thủ mình đi cắm câu ha. Nếu các bạn dưỡng thêm vài ngày nữa thì nó xuống sức, nếu các bạn dưỡng nữa nó xuống sức nó chết nhanh lắm nha các bạn. Dế từ nhỏ mà ra cánh thì nó không sao, nhưng mà một khi đã mọc cánh rồi thì mình phải tranh thủ mình đi câu chứ mình không có dưỡng thêm được nữa. Thì cái cách mà mình dưỡng dế để mình đi câu cắm thì nó đơn giản vậy thôi các bạn ha. Thì cắm câu cá lóc nếu mà các bạn sử dụng mồi dế thì nó rất là nhạy nha các bạn, nhưng mà mình phải chịu khó mình đi móc mồi thường xuyên tại vì nó nhạy quá cho nên cá rô cá phi rồi nó nẹt dữ lắm. Thì các bạn cắm một giác cỡ chừng 50 cần, 60-70 cần thì cỡ chừng 20-30 phút sau là mình đi lợi mình móc mồi là được rồi nha các bạn. Thì cái này nó cực hơn câu nhái nhưng mà bù lại là nó nhạy hơn, nó rẻ hơn. Thì chúc anh em cắm câu cá lóc thành công nha, xin chào anh em.